Tết này sẽ có những công trường khẩn trương làm việc xuyên Tết, trong đó có các công nhân và kỹ sư nhà máy năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận, bởi đây là những dự án có đóng góp quan trọng vào kinh tế xã hội địa phương, tiến độ cần đảm bảo để sớm hòa vào điện lưới quốc gia. Những dự án điện gió như thế này chắc chắn sẽ không có nghỉ Tết. Giai đoạn 3 dự án điện gió Trung Nam đang được gấp rút thi công tại tỉnh Ninh Thuận. Các kỹ sư, công nhân, chuyên gia nước ngoài sẽ liên tục làm việc để hoàn thành dự án ngay trong năm 2020. Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết ở Việt Nam. Chúng tôi hiểu là tất cả phải cùng nhau nỗ lực để hoàn thành công trình. Tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả gia đình và bè bạn. Những cái đồng chí công nhân đang làm trực tiếp ở đây thì tỉnh cũng tổ chức thăm hỏi và động viên các doanh nghiệp tham gia là hỗ trợ cho anh em trong những ngày Tết. Anh em người ta ở lại đó là một cái thiện chí và cái ghi nhận của chúng tôi. Thì cái việc anh em ở lại thì thường là bao giờ chúng tôi cũng phải chăm lo và thường phải hỗ trợ những cái chi phí thưởng xứng đáng. Dự án điện gió Trung Nam gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 và 2 hiện đã hoàn thiện và vận hành với 33 trụ điện gió, tổng công suất lên tới 151,95 MW. Đơn vị này đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai giai đoạn 3 để vận hành ngay trong quý 1 này.